sợ nó ngủ không được đâu. Đây. Để con quay cái này, con quay con tung lên YouTube. Tung lên Face. Đây. Em tên gì hả? Hả? Hử? Em tên Khoa. Em tên Khoa. Đó em con. Ông Thịnh này tự nhiên ông mê cười. Thịnh này cho nó ngủ rồi Thịnh ơi. Nhiên cười lên, Nhiên cười lên chụp hình Nhiên, Nhiên, Nhiên ơi cười lên chụp hình nè. Mở cái quạt này nè, mở 1, 2, 3 cười lên. Ồ búp bê ha. Ha. Ồ. Hát đi, hát bài đi, hát bài đi. Hát đi. Em quạt này quạt mạnh lắm. Nó sẽ ra. Không rồi, nhưng mà nó cũng ngợp á. Gió mấy đứa này nó chịu không nổi đâu, nó có quen à, nhìn nhìn kỹ giống cô Thảo ghê hả? À, Nhiên ha, nhìn kỹ em bé giống giống mẹ ha. Nhiên ha. Thôi mệt á, vậy tối nay anh giữ hai đó, em đang ngồi em ngủ à. Ngồi nó cũng quá à, tại vì cái hoạt động nè, mình cái hoạt động là mình cứ cảm thấy không. Quang hát bài đi Quang. Hát đi. Ừ, Hưng hát không? Hưng hát đi lại cho mẹ. Hưng hát. Hát. À, bắn kim thạch. Cà làng bây giờ cột qua kèo là kèo qua cột. Chú ban dầu qua cầu mà té, chú ban ớt ở lại làm chi, con lê lê đánh trống thổi kèn, con bìm bìm thổi tò tí tê tò tê. Quen hát đi Quen, giữ tay. Quen con còn còi đó lời hai cái cua luôn. Mình làm vui hả con? Hết kể đi. Rồi xong, thôi. Lẹ vậy? Lâu quá coi.